Hello, xin chào mọi người nha. Bữa nay mình sẽ hướng dẫn cho người mà cách chỉnh vào máy Yuki 8000A nè. Đó, thường thường thì mình chỉnh làm sao thì bữa nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Đó, thường thường mà ở đây nó có nhiều chức năng. Đó, ở đây chức năng là gì? Ở đây là chức năng lại mối nè. Lại mối một lần nè. Đó, ở đây chức năng lại mối một lần nè. Mình nhấn lần thứ hai á, nhấn lần thứ hai là sẽ lại mối hai lần. Đó, bên đây nó cũng vậy, lại mối đầu ra. Ở bên đây nó cũng đầu ra hai lần luôn. Đó, để mình đạp thử cho mọi người nha. Để mình tắt tắt hết nè. Đó, mình nhấn một lần nè. Ở đây mình đầu ra một lần nè, rồi để mình đạp cho mọi người nha. Đó, thường thường mà đầu vô một lần lại chỉ để lại mối một lần thôi. Đó, đầu ra nó cũng vậy, nó cũng chỉ lại mối một lần. Đó, còn mà mình nhắn hai lần thì nó sẽ lại mối hai lần. Đó, bây giờ mình sẽ nhắn đầu vô hai lần, đầu ra hai lần nè. Đó, là sẽ tự động lại mối hai lần. Đó, bây giờ sẽ chỉnh cho mọi người. Đó, là tự động nó sẽ lại mối hai lần. Đó, đầu ra nó cũng lại mối hai lần luôn nha. Đó, còn ở trên đây là nó có tác dụng là cái kẹp kẹp chỉ, là dấu chỉ đầu vào nè. Đó, hiện tại cái máy của mình đang tắt cái kẹp chỉ này, mình mở ở đâu đó thì thường nếu mà mình không tắt kẹp chỉ là cái đầu chỉ này sẽ bị dư nè, người thấy không? Cái đầu chỉ này dài nó sẽ bị dư ra nè. Đó, nhiều nhiều khách hàng nó yêu cầu mình chỉnh cho dấu đầu chỉ đỡ cắt chỉ nữa, là mình chỉnh thằng bên đây nha. Đó, thường thường mọi người để ý cái hình 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 sóng này nè. Đó, thì thường thường cái trên màn hình mà tắt cái kẹp chỉ này mà không nhảy kẹp chỉ là mọi người bấm vô cái hàng chữ AB này nè, là để ý cái mấy cái gạch gạch này nè, mình nhắn trong vòng 6 giây. Đó, mọi người thấy nó nổi lên không? Là tự động nó kẹp chỉ nó sẽ hút, còn tắt đi là mình cũng nhắn miết 6 giây luôn nha. Đó, để em quay xuống cho mọi người thấy nha. Đó, đây là cái chương trình, đây là chương trình chạy chốt nè. Đó, chương trình đây là chốt, nó có nhiều chức năng lắm. Đó, muốn dừng kim kim dừng xuống, muốn dừng cho kim dừng xuống thì mình bấm miết miết là lúc mà kim giải chân dịch nè. Đó, muốn cho kim đi đi lên thì mình là có hình dấu mũi mũi kim nè. Đó, lúc mà mình dừng máy lại muốn cho kim đi lên thì mình bấm đè miết thằng này. Đó, còn muốn cho kim nó đi xuống thì cũng đè miết 6 giây. Đó, cái dấu gạch này nè, cái dấu gạch này nằm chính giữa cái kim là kim nó đi xuống. Đó, còn mà thường thường mà mình cái bàn phím này là mình chỉnh làm sao. Đó, để mình quay cận kẽ cho mọi người. Đó, mình muốn chỉnh tốc độ ở ngoài á là mình bấm dấu cộng dấu trừ, dấu cộng dấu trừ thôi. Đó, mình bấm dấu cộng thì thường mà tại vì nó đang bị khóa tốc độ ở trong rồi, thường nó tới 5000 lắm. Đó, thì muốn tăng giảm thì mình bấm dấu trừ, cộng lên là bấm dấu cộng lên. Đây là chỉnh tốc độ ở ngoài. Đó, còn muốn vô chương trình là bấm mờ nè. Trước khi mà mình bấm không ăn á là một cái tay mình bấm chờ qua đây một tí nè. Đó, trước khi mình bấm không ăn á là mình nhớ thằng để ý cái nút xanh xanh này nè. Bất kỳ mình bấm cái gì là mình phải nhớ lưu lại là nó sẽ lưu lại. Đó, còn mình muốn vô chương trình của nó là mọi người phải tắt máy đi nha. Đó, tắt máy nó đi hết. Tắt máy nó đi hết là đồng thời lúc đó mọi người vừa một cái tay mở máy lên, một cái tay đè miết nút M. Đó, hiện tại cái máy này mình đang cài mật khẩu thì nữa mình sẽ chỉ cho mọi người nha. Đó, bấm enter nè. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn cho người cách mà tốc khóa tốc độ ở trong. Đó, thường thường mà khóa tốc độ ở trong của nó là vô chương trình 68 nha. Rồi mình bấm dấu cộng nè.
Bấm dao cộng vô 68. Đủ rồi. Đó, 68 là tốc độ của nó. Hiện tại mình đặt giới hạn nó 4.000 là giống như máy nhà nhà sản xuất nha. Đó, còn muốn tăng lên là mình muốn tăng lên á, nó hình chớp chớp bên ngoài nè, mình muốn chuyển qua đây là mình phải bấm cái hàng này. Bấm cái này. Bấm cái này nè. Đó mọi người thấy không? Bấm cái nữa. Là lúc nào cái dách bên đây nó chớp chớp, cái chớp chớp là đồng thời lúc đó mình mới bấm cộng trừ lên được. Đó, mình sẽ bấm cộng trừ lên nè. Tốc độ tối đa của nó là 5.000 nha. Đó, tối đa của nó là 5.000. Đó, tối đa 5.000 mình lưu lên nè. Đó, vậy là mình lưu lại rồi mình thoát ra nha. Lưu lại thoát ra. Đó, mình thoát ra rồi bây giờ mình sẽ bấm giống như nãy mình điều chỉnh tốc độ ở ngoài nè. Bấm dấu cộng lên, hiện tại nãy mình bấm lên 37, giờ mình sẽ bấm lên tới 5.000 được luôn. Đó, giờ tới 5.000 được luôn nha. Đó thì nhớ chương trình 68 nha, rồi bây giờ mình vô lại vô chương trình 68 mình bấm cho nó tầm cỡ 4.000 thôi. Đó, bây giờ anh muốn vô lại là mình phải bấm enter, là mình phải bấm đè miếng nút mờ nè. Đó, vô lại 68 nè, hạ xuống tầm cỡ 4.000 thôi. Sáu tám đó, chớp chớp bên đây phải bấm chuyển qua bên đây, chuyển qua đây mình hạ xuống còn 4.000 thôi nha mọi người. Rồi chạy cho máy nó được, nó năng suất nó hiệu quả nữa. Đó, tầm có 4.000 thôi nha. Đấy, xong rồi mình bấm lưu lại. Đó, vậy là lưu rồi đó nha mọi người. Rồi mà rồi lúc đó mình thoát ra, thoát ra là bấm nút bên đây nè. Đó, cho cao là bấm nút bên đây, đó là tốc khóa tốc độ trong á. Còn mình vô chương trình là cái bàn kẹp hút chỉ. Đó, cái bàn kẹp hút chỉ là mới nãy mình nói là vô chương trình nó tăng tăng độ kẹp hút chỉ nặng ít nặng nhiều á, là chương trình của nó là 79 nha. Đó, mình vô tới 79 nè. Đó, 79 hiện tại nhà sản xuất nó đang đẩy ra là 300. Đó, nó đang đẩy ra là 300 thì mình muốn tăng giảm lên là tỷ của mình. Đó, mình coi cái mặt hàng nó ra coi nó có nhiều hay có ít, là lúc đó mình cộng nó lên. Đó, cộng nó lên nhiều thì nó độ căng chỉ của nó càng nhiều, còn hạ xuống là độ căng chỉ nó càng nhẹ. Đó là tốc độ 79 nha. Còn tốc độ cắt chỉ là 49 nha. Đó, để mình chuyển qua đây. Tốc độ của cắt chỉ cắt nhanh chậm á, lực cắt chỉ á. Đó thì thường thường mà mình chỉnh lực cắt chỉ nó cắt nó mạnh quá thì thường thì nó ưa bị dao nó ưa bị lục. Đó thì thường thường lực cắt chỉ của nó là 2010 nè. 49 nè. Đó, giả sử như trường hợp mà mình chạy chỉ kim mà chạy chỉ bự á, chạy chỉ bự mà kim chạy chỉ cước với chạy ni lông đồ á, mà mình mua máy về mà nó lâu lâu nó cắt nó không ngọt thì mình cho nó độ tăng tốc độ lực nén cắt chỉ cho nó căng mạnh lên tí, là mình chỉnh cái thằng 49 lại mình cộng nó lên. Đó, thường tối đa nó là 500 là hết cỡ nha, tiền thường để tầm có 200 mấy thôi. 500 là mình cắt nó kêu dữ dằn lắm, để mình thử cái cho mọi người xem nha. Đó, đó, để mình thử cái cho mọi người xem nè. Đó, đối với dòng máy này trước khi mình chỉnh chương trình là mình phải nhắn gót cho kim nó về vị trí ban đầu lại. Đó, mình chỉnh càng cao là nó cắt chỉ nó kêu càng lớn, là dao mình nó ưa bị mau mòn nữa.
Đó thì bởi vậy mình chỉnh nó tầm cỡ vừa phải nhà sản xuất thôi. Trường hợp nào mà chạy chỉ bự thì mới cho nó mạnh lên tí. Đó bây giờ mình sẽ hạ xuống lại nha. Hạ xuống lại còn 200 nha. Hai trăm hai trăm mốt hai trăm hai là được rồi. Xong mình nhớ nút lưu nè, đó mình bấm vô nút chính giữa, bấm vô nút chính giữa nút lưu nè, xong mình bấm qua chữ M mới thoát ra màn hình chính đó, mình tự động thoát ra màn hình chính đó. Nó cắt vừa, mình cho nó tốc độ cắt chỉ nó càng thấp thì mình nghe tiếng máy nó cực kỳ là mượt và im nha mọi người. Đó thì hẹn mọi người clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách chỉ reset máy và chỉnh tất cả các chương trình luôn. Đó rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Đó, bye bye.